Xin chào các chị nhà đầu tư. Thì và đi trong phiên ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy, nói chung thì nói quá nhiều rồi đúng không? Quá nhiều, thật sự là quá nhiều. Hình dung anh chị ha. Và như đã chia sẻ thôi, luôn luôn sẽ có một cái mốc tâm lý, một cái mốc về chỉ số nào đấy để cho thị trường này luôn luôn đặt vào nó và tạo ra nó, hình thành nó thành những cái điểm kỳ vọng. Ví dụ như 1.300, rồi vượt 1.300 họ sẽ làm gì, rồi không vượt họ sẽ làm gì, đúng không? Cái sự tranh cãi luôn luôn nổ ra ở những cái nút giao, những cái điểm giao nhau. Hình dung nó là như thế. Nhưng mà em nói anh chị rồi, nó có quan trọng không? Không. Khi nào cái mốc đó được đặt ra, bị phá vỡ và đi lên tiếp chẳng hạn, thì họ sẽ làm gì? Rồi khi nếu mình lên sinh thì làm cái gì? Nó có quan trọng không? Không. Cái quan trọng là những vận động bên trong. Ví dụ nhé, như em đã nói, trong 6 phiên mà vờn em liên tục đánh theo kiểu linh sinh, đúng không? Sáng gấp úp rồi trong phiên có nhúng một cái, đặc biệt là cái buổi ngày hôm qua là vờn đi mình nhúng rất là nhiều về chỉ số. Nhưng mà trong cái buổi livestream ngày hôm qua em cũng đã phân tích rất kỹ, đúng không? Nó nhúng, tại sao nhúng, tại sao đỏ, nó dùng những cái công cụ gì để nó làm cho cái chỉ số đó đỏ, đúng không? Nói rất kỹ luôn. Mới khuya hôm qua này, mới 10 giờ tới 11 giờ ngủ còn giấc, dậy sáng vô phiên liền đó mà nói rất là kỹ, đúng không? Chỉ số nó nhiều nhiều vậy thôi chứ thật ra nó cũng y chang nằm cái phiên trước, chả khác gì đâu. Mà quan trọng nè, mình mua là mình mua cái gì? Mình mua cổ phiếu chứ mình đâu có mua chỉ số. Mình cần ba chữ cái thôi. Mình có cầm cái mã nào mà VN Index không? Nó có nhiều chữ vậy không? Không. Hình dung đúng không ạ? Thậm chí anh chị thấy rằng trong vòng 6 phiên đi ngang đó, mình vẫn nuôi được những cái con tăng STB nè, VCI nè, đúng không? Mình vẫn nuôi được Vinamilk nè, mình vẫn nuôi được những con tăng mà. Thì chứ không tăng thì sao? Thì quan trọng gì? Cổ phiếu vẫn tăng. Còn một khi thị trường đã tăng thì thôi đừng nói. Thị trường mà đã tăng rồi là nó tăng hết. Hình như không? Và hôm nay thậm chí nha, hôm nay đương nhiên là khi mà thị trường kéo những cái điểm mà nó chạm 1.300 như thế này, và cái biên tăng của thị trường ngày hôm nay nó cũng khá là cao, tăng khoảng tầm gần 16 điểm, thì chắc chắn rằng hôm nay là phải có sự góp mặt của dòng ngân hàng. Bất cứ những cái giai đoạn nào mà vừa nay mình có những cái biên độ tăng giá lớn thì chắc chắn nó phải có những sự đóng góp bởi các cổ phiếu trụ hoặc là những cái dòng chính, và đặc biệt nhất là một cái dòng rất gắn liền và có khả năng kéo thị trường theo những cái biên chỉ số lớn, đó chính là dòng ngân hàng. Và thậm chí là chúng ta còn nuôi được một con ngân hàng mà hôm nay có thể nói là tăng mạnh nhất trong tất cả các ngân hàng. Và đương nhiên thời gian nuôi nó cũng sao, nó vẫn lãi thôi, nhưng mà nó lãi rất là từ từ và tới hôm nay nó mới thật sự bộc phát, đó chính là con VB Bank, đúng không? Trời ơi, con VB này nó thiệt nói quá nhiều luôn á. VB này ai cũng quá rành về nó rồi, chỉ có chờ cái ngày nào mà nó vượt được 19 thôi, chứ thật ra nếu mà nó vòng vòng dưới 19 thì câu chuyện này nó nói quá lâu thật sự. Nhưng mà có thể mua từ cái thời mà nó nằm cái nền này nè, mà do thị trường nó xấu nên nó gãy, mua đây thì có thể thua, em có nói đúng không? Nhưng mà mua dưới đây làm sao thua được, đúng không? Rồi gần đây ngày 3 tháng 6 em còn gia tăng cái cây hướng lên đầu tiên này nữa, nó vòng thêm một cái vòng cung và hôm nay nó đánh thật sự bùng nổ. Hôm nay volume có thể nói là to nhất của VB trong một khoảng thời gian gần một năm đổ lại đây, là cái cây này là cây to nhất, đúng không? Và đây là những con siêu mẫu hình, đúng không? Thật ra con này hôm nay, nói chung hôm nay thì con nào nó cũng tăng ít nhiều thôi. Ví dụ đi, hôm qua là em có con VCI tăng thì em có nói anh chị rồi, tăng thì em nằm ở dưới nền thì em có quyền bán, đúng không? Rồi hôm nay còn SSI của em cũng tăng, thì hôm nay em nói thật anh chị là em cũng bán 50% SSI. Quy tắc của em là đây nè, SSI là bán 50% số hàng giá trên 36.45 tùy tâm, là từ cái 36.45 trở lên á, thích bán giá nào bán. Hình dung không? Và hôm qua VCI của em cũng tương tự thôi. Những cái con này là em nuôi từ những cái giai đoạn mà người ta hoảng loạn, người ta hoảng sợ ở đây nè, là em nằm nền em mua, đúng không? Và trong ngày hôm đó em mua một lúc hai con, thì anh chị thích con nào anh chị chọn con đó, anh chị có thể xem lại những cái video ngày này. Hình dung chưa? Thì mình nuôi thì mình có thành quả, nhưng mà những cái con này chỉ là những con mà gì, mình đánh theo dạng là mình bắt đúng cái nhịp của nó thôi, tại mình biết được cái nhịp của cổ phiếu. Còn những con như VB á, nó là siêu mẫu hình, nó là những cái mẫu hình nền rất dài, đúng không? Thành ra khi nó nổ lên á, thì buổi sáng á, nó chỉ nổ khoảng tầm có 18.7 thôi, thì em kêu là anh chị cứ cầm thêm đi, ngày mai để xem coi là nó quay lại cái giá 19 thêm một lần nữa, thì lần này nó có thật sự vượt hay không. Ủa, nó chịu đánh vượt 19 luôn. Đây nè, sáng em kêu nè, đây em bán SSI, hôm qua em bán VCI, nhưng VB là em sẽ giữ.
À, ngày mai xem nó test cái kháng cự 19 một lần nữa để xem như thế nào. Đúng không? Chiều nó vượt luôn. Ôi chứ nó quá mãn nhãn rồi còn gì nữa. Đúng không? Riêng VB thì hôm nay em không có bán nha, em chỉ cầm thôi. Nói chung mình mua từ cái lúc mà thời thị vừa đi bắt đáy nè. Đó, rồi mình mua thêm ở những cái vùng hướng lên sau khi điều chỉnh nè. Rồi chia cổ tức nè, em lấy luôn cả cổ tức nó chỉnh về đây nó hướng lên em mua luôn. Em mua thêm luôn. Đúng không? Đây nè anh chị coi lại. Trong room cộng đồng em có chụp nè. Đây. Đây nè. Đây, VB nè, ngày 3 tháng 6 nè. Hoặc là vô cái room này nè, anh chị search VB băng là anh chị nó cũng ra. Đúng không? Đâu. Nè, VB băng nè, anh chị nào có sẵn hàng VB thì mua thêm không mua mới nè. Giá quanh 18.3 nè. 18.35 chứ, đó. Được chưa? Nói chung từ điểm mua thêm thì lãi khoảng một giá. Từ điểm mua ban đầu thì lãi được hai giá là mua 17.5. Thì giờ 19.5, 19.4 đúng không? Lãi được hai giá. Còn điểm gia tăng thì lãi thêm một giá nữa. Đó rất là ok. Nói chung là những cái điểm hôm nay là VB là mạnh nhất dòng ngân hàng. Ngày nào mình cũng có một cái con mạnh nhất STB hôm bữa mình bán nè. Mà những con mình bán ra một cái là nó chững chững lại ngay, thấy không? Nó đâu tăng đâu. Tại vì những viên trước nó tăng rồi. Hình dung không? Mà ngày mai em kỳ vọng con nào? Mai kỳ vọng con BVS nè. Ủa nó đánh vậy mai không nổ nữa thôi luôn á. Đó, BVS, BVD là những con em kỳ vọng vào ngày mai. Anh chị ha. Còn về chỉ số thì em nói rồi. Thường nha, khi mà mới kéo vượt những cái vùng mà tâm lý mà bắt đầu á, những cái sự đảo view nè, những cái sự mà người ta thay đổi quan điểm nè, nó sẽ nằm ở những cái vùng rất là nhiều. Thì thông thường là nó vẫn sẽ kéo rướng rướng lên. Hiểu không? Nhưng mà nói thiệt anh chị nha, từ các video sau là chắc là mình xin phép là mình bắt đầu mình thận trọng hơn. À, ở dưới mình cổ vũ anh chị nhiệt tình không? Nhiệt tình chứ. Anh chị nào cũng kêu có chỉnh nó nguyên, có chỉnh nó nguyên, có chỉnh nó nguyên. Hào mà chỉnh gì đó. Chứ không có lần con chỉnh nó mới chỉnh. Đúng không? Cầm vượt 1.300 cái đã. Nhưng vượt 1.300 mình bắt đầu mình thủ. Đây mới gọi là phòng thủ đúng cách. Không phòng thủ bữa là phòng thủ hơ hên. Phòng thủ sớm. Hình như nhờ bắt đầu vượt 1.300 dần dần các cổ phiếu đi lên 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 lên. Thì đó sẽ là những cái điểm chuẩn của thị trường. Thì khi đó mình bắt đầu mình mới quan sát. Càng về sau mình bắt đầu mình sẽ thận trọng hơn, đặc biệt là khi thị trường nó càng ngày nó càng FOMO lên. Đó mình phải hiểu được cái tư duy đó. Ở đây rung có tí xíu ông nào cũng thấy cho đồ cứ lo thủ người thủ thế. Thì rớt thế nào được? Hình dung vấn đề không? Sao rớt? Ông nào cũng canh bán hết rồi sao rớt? Độ FOMO đâu có đủ đâu. Thì ít ra nó phải kéo cho mấy ông vô lại. Nhưng khi mấy ông vô lại nó bắt đầu rướng 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 lớn lên thì bắt đầu thui. Cái khúc đó mới là những khúc mà mình cần rủi ro. Hình dung chưa? Nói chung nói nhiều quá rồi. Nói đi nói lại. Quá mệt. Hình dung không? Đó, vậy thôi. Nói chung mà chiến lược room nó vẫn như thế. Đúng không? Nói chung là mình cũng không có mua gì thêm. Hàng mình nuôi đủ. Mình nuôi dòng trứng lên hai con. Được chưa? Mà giờ còn mỗi dòng dầu khí mà dầu khí nhịp sau thôi. Đúng không? BVS, hiện tại thật ra là bây giờ đối với điểm mua con BVS của em á thì mình cũng đang lãi 2% rồi, nhưng mà thật sự là em muốn một cây bùng nổ cơ. Em muốn một cây bùng nổ để em lãi ít nhất khoảng 9-10%. Thì nó sẽ ok đối với em. Đó là BVD và BVS. Còn mấy cái con kia chuẩn là né BR này. Nói chung những con em bán ra nó chuẩn hết, yên tâm. Được chưa? Mình ăn chọn biên dầu khí, không cần phải lo lắng về những cái vấn đề như thế này. Khi mình bán ra ngày nào bâu nè. Thấy chưa? Em nói mà kiểu gì chả đỏ. Có lên đâu. Bữa bay lên mắt rồi mà lên cái gì nữa. Hình dung chưa? Hình dung nó là như thế. Anh chị ha. Hồi nói nhiều quá rồi. Nên mình xin phép hôm nay mình không nói thêm. Ha. Rồi mình phân tích cho anh chị luôn. Là tại sao cổ phiếu chủ đạp xuống để nó kéo ngược lên nè. Nó phục vụ cho cái gì nè. Đúng không nè. Vinhome là đạp đạp đi chứ. Tới lúc nó kéo lên anh chị thấy cảnh. Là kiểu gì nó cũng đại dị số lên rất là cao. Đúng không? Rồi hôm qua nè, trong live stream em nói anh chị luôn. Đây nè, trong live stream em có nói anh chị nè. Kéo xuống đi. Kéo xuống. Nè, trích lời trong live stream nè. Đây, trích lời trong live stream tối qua nè. Phái sinh ngày nào nó cũng tập cho anh chị một cái thói quen. Là sáng nó sẽ mở gấp up. Rồi nó sọt về tham chiếu. Đúng không? Và ăn liên tục trong vòng 3 ngày. Thì tới một ngày nào đó nó mở xong nó kéo luôn là chết. Là ngày hôm nay chứ còn gì nữa. Đúng không? Anh chị bật phái sinh xem nè. Bật cho em chạy một phút nha, nhìn cho nó kỹ. Hình dung không? Đó, nó tập cho anh chị một cái thói quen mà. Nghe nè, cái này trên livestream tối qua là anh chị cứ lên nó xem lại. Nó cũng nằm ở trên đó chứ nó đi đâu đâu. Đây là nó luôn luôn tập cho anh chị một cái thói quen. Và khi cái thói quen nó được hình thành á, ta có cái câu là gì? Chú bé nói dối. À, tới cái chú bé nói dối đó là mệt á. Hình dung nè, nó cứ gấp up lên. Nó sọt về tham chiếu. Nó gấp up lên, nó sọt về tham chiếu. Gấp up lên, nó sọt về tham chiếu. Gấp up lên, nó gọt về tham chiếu. Thấy không? Nó tập anh chị 4 ngày liên tục. Một cái form. Đúng không ạ? Đi rất là chuẩn luôn.
Hình dung không? Đi cực kỳ chuẩn. Xong tới ngày hôm nay là nó không mở gap up gì hết. À, nó lại mở một cái gap down nhẹ nhẹ. Đúng không? Bình thường người ta kịch bản người ta sẽ nghĩ rằng là ngày hôm nay thị trường nó sẽ mở đâu ở trên này nè. Xong mới đạp xuống đây tiếp giống như các mô tiếp của 4 ngày trước đúng không? Không có. Nó mở ở dưới, nó mở chỉ cách tham chiếu có một tí xíu thôi. Nó kéo cả ngày luôn. Thấy chưa? Ai không tin nó vượt, càng về sau nó càng kéo. Là thế nào là cái mô tiếp này nè. Đúng không? Nếu ai không nhận ra và tiếp tục say máu và cho rằng là thị trường đánh dễ quá là nó luộc cho một phát là đi. Được chưa? Ai hôm nay kỳ vọng thị trường đánh giống mấy bữa trước là vô cháy mỡ. Anh nhớ không? Mình phải hiểu được cái vấn đề đó, mình phải thấy một cái thói quen. Rồi tới lúc tập quen rồi, tới lúc kéo vừa một phát là vỡ trận. Đó, mình phải tư duy được cái vấn đề này anh chị ha. Nói chung những cái gì mà nó kỹ lắm rồi. Hết đường, hết cái, hết nước, hết cái rồi. Hình dung anh chị ha. Rồi mình nói chung mấy phiên sau này cũng cầm tiếp thôi. Con nào có cứ cầm. Quan điểm em vẫn không thay đổi. Nhưng mà bắt đầu bây giờ mấy ngày sau em biết làm gì không? Ngồi canh FOMO thôi. Thì bắt đầu đi đo lường sự FOMO. Tới đầu. Rồi bắt đầu cái phiên sau mình lại tiếp tục. Hình dung anh chị ha. Rồi. Hôm nay anh chị nên tận hưởng cho bản thân mình một buổi nhậu. Đó, hôm nay em làm video sớm rồi tại tối em đi nhậu. Anh chị nha. Nhậu ra việc nha. Rồi ok, cảm ơn chị rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của em. Nếu chị thấy hay cho em một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái thông báo mới nhất khi em ra video anh chị ha. Rồi ok, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Chúc anh chị mình ngủ ngon. Và xin chúc mừng nha anh chị nào mà tuân thủ và đạt được những cái mốc mà chúng ta kỳ vọng. Thì càng về sau thì đương nhiên cái vị thế của mình sẽ luôn luôn có lợi hơn những cái người mà cứ sành sạch thay đổi. Hình dung nha. Rồi ok, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều.